đó, thấy không, cái nhà này nhìn thấy không, áp tạp dặn rồi nóng hổi luôn, lên khối ngay ngút luôn á. Có luôn. Có hồi nào cắt kêu bán 10.000 cái bán không anh? Có hết luôn. Có luôn hả? À. Ôi hấp dẫn. Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn nha các nhà. Đây buổi sáng nè, trên đường Lê Văn Quớ, đường Lê Văn Quớ buổi sáng. Thì tại đây thì mình đi ngang qua thì tại địa chỉ là 305 Lê Văn Quớ, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các nhà, phát hiện ra một cái xe cháo lòng, một xe cháo lòng bình dân. Kìa, cháu lòng bình dân nha nhà. Đây, xin chào anh. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ anh? 6 giờ tới 10 giờ. À, anh bán từ 6 giờ đến 10 giờ nha cái nhà. Ồ. Cái này là hương vị Bắc hay là miền Tây anh? Hả? Hương vị Bắc hay là miền Tây? Tây trong... Miền Tây hả? À, anh trai miền Tây. Như một tô này là bao nhiêu? Hả? Một tô là bao nhiêu? Tô 20 có, 30 có. À, 20 có, 30 có. À. Một tô là 20, 30 nha cả nhà. Ăn cái cắt. Bình dân thôi. Em lớn không? Tô 15.000. Ẩm thực đường phố thì Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ các món ăn đường phố Sài Gòn á, thì hôm nay là chia sẻ cho quý cô chú anh chị và một cái quán cháo lòng nha cả nhà, một chiếc xe cháo lòng trên đường Lê Văn Quớ. Đó, nhìn hấp dẫn không? Ồ, anh thấy liền á, biết lòng một tô là 20.000, mười mấy cũng có luôn, mười mấy cũng có luôn, có hết. Có hồi nào khách kêu bán 10.000 cái bán không anh? Có hết luôn. Có luôn hả? À, bao hết luôn nha cả nhà. Bao hết. À, chắc là tùy vào mình ăn lòng nhiều hay ít thôi. Đúng rồi. Dạ. Em đã bán không? Thì cách. Bánh. Ẩm thực đường phố thì các món ăn đường phố Sài Gòn thì hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm cháo lòng. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn mình ghé mình thưởng thức nha, ủng hộ anh. Anh bán đó. Cháo lòng anh. Cháo lòng hương vị miền Tây nha cả nhà. Tây trong. À, miền Tây quê hương à. Đó, anh bưng cho khách nè. Ở đây á thì mình tới đây mình ngồi nè cả nhà, có mấy cái ghế, mấy cái ghế anh bày ra ngoài trước nè để mình ngồi mình thưởng thức luôn tại chỗ luôn. Đó. Đơn giản thôi, xe cháo lòng đơn giản thôi nha cả nhà. Một mình anh tháng bán thôi. Mấy hộp vậy chị, mấy hộp? Hả? Mấy hộp chị? Anh một bịch rồi. Một bịch rồi.
Qua đó, đó, đó. Dạ. Anh bán là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa. Mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi anh? 10 năm rồi. 10 năm rồi hả? Ôi, kèo cháu lòng được 10 năm rồi bạn nha. Tô đó là bao nhiêu anh? Hả? Tô đó là bao nhiêu? Tô này hả? Dạ. 15 à. 15. Dạ. Bình dân nha, rất bình dân nha cả nhà. Cảm lòng. Thú vị miền Tây, bình dân. Đó. Này. Vô một vòng phải không? Một vòng phải đi. Hả? Không nha. Nhà không. Không. Đây là có cái tủ nè, cái tủ nhỏ nè, thèo cũng như là dồi đó nha cái nhà đó, của anh đó, đơn giản bình dân thôi. À, 16 anh đây hết rồi, chạy kia chưa đi. Cái nhà cũng dễ lắm cái nhà ơi, cái đây tới ngay chỗ cái hẻm đầu hẻm 305 này là cái nhà thấy liền à, xe cháu làm của anh liền trước đầu hẻm 305 nha, bình dân. Cái giờ nào là bán mình bán là đông nhất anh hả? Cái giờ nào mình bán là đông nhất? Điều điều hoài chứ chậm. Cũng điều điều hoài đó hả? Dạ, họ thấy không? Cái nhà này nhìn thấy không? Đó, tham dặn. Rồi, nóng hổi luôn, lên khối nhà ngút luôn á. Bỏ chút tiêu nữa. Cái hồi là mình bung đi xa không? Hay là bán gần đây thôi? Đó, khách đây. Khách tới đây, cho đây ngồi. Khách ăn 2 tô nha cả nhà. Một tô không đã, phải ăn 2 tô. Một mình anh phục vụ. Một mình anh phục vụ. Mình chưa có dựa. Dạ, đó hả anh? Đấy. Vô đây rồi. Vô đây hả? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cháu lòng bình dân. Anh làm rất là nhanh tay đấy. À, các lòng đó, các lòng bỏ vô cho khách. Cho tôi cháu không giá được bỏ da với cái dòng cháu không giá bỏ da. Đồ cháo rất là hấp dẫn. Anh bán được 10 năm rồi cả nhà ơi. 10 năm ở đường Lê Văn Vớ ngay địa chỉ này rồi. Nóng hổi á, không thấy không? Ôi. Đây là khách hàng không ăn giá.
thường là em thấy là người ta để trưng bày ra ngoài đó, anh để luôn trong này luôn. Nó vừa thấm thì nó ngọt à, nó nóng phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Em mấy bọc? Mấy bọc chị? Dạ, một hộp. Vô đi chị. Đó. Anh trai làm ra. Vô hộp đó cho bọc. Tôi cháu 15k nè cái nhà. Ồ, nhìn cái nhà này đã hấp dẫn không? Vô hộp đó cho bọc. Anh cháu. Anh chủ cười nha, cười vui. Đó là lần đầu mới thấy quay phim mà anh. Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy quay phim nên là anh chủ cười. Vô như ai biết không? Dạ. Cháu đi. Cháu đi. Cắt nhanh tay quá mà. Đơn giản thôi. Một xe cháu làm đơn giản thôi. Được 10 năm. Cho anh chủ lên chương trình ẩm thực cuộc sống Sài Gòn TV. Chủ nhỏ trên quen mà. Dạ. Chiên những món này thấy không? Ở trong cái tủ nè. Hấp dẫn không? Đây, đơn giản thôi nha cả nhà. Nhưng mà còn lòng nè. Rồi tất cả các món ngon á thì anh đều bỏ vô trong hết để cho nó nóng á, trong cái nồi á. Cho nó nóng á. Ai là tín đồ của cháo lòng thì ghé ủng hộ anh nha. Đây khách thì tới đây ngồi nè cả nhà ơi. Đó, khách thì tới các cô chú tới đây ngồi để thưởng thức. Dạ. Về sợ vợ la hả? Trời ơi. Sợ lên TV vợ la phải không? Trời ơi. Lòng 15k thôi, bình dân đơn giản, chưa tới $1. Các cô chú anh chị Việt kiều phương xa xa quê hương ấy, thì thấy muốn cháo lòng đường phố Sài Gòn á như thế nào? Cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ rất rất nhiều món ăn đường phố Sài Gòn, từ nem nướng nè, rồi cháo vịt nè, cháo gà nè, cũng như là rất rất nhiều món heo quay, rồi rất là nhiều món nha cả nhà. Thì hôm nay là chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái địa điểm cháo lòng bình dân thôi của anh, đã được 10 năm rồi. Anh bán được 10 năm tại đường Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Địa chỉ chúng ta đó là 305 nha. Anh một hộp mang đèn. Rất là đó, khách đến ngồi nè, đơn giản, chỗ đơn giản các bạn nè, rất là đông. Khách chúng ta đến xe nôm nôm bất ngờ với quán cháo lòng đơn giản thôi nhưng mà khách đến rất là đông nôm nôm. Ngồi cháo lòng hấp dẫn. Trong mỗi video thì cuộc sống Sài Gòn TV đều có để địa chỉ nha cả nhà, với thời gian bán ở trong các video để quý cô chú anh chị và các bạn mình sắp xếp mình ghé. Bỏ chút tiêu, thêm chút hành. Lúc nào cũng nóng. Trong cái nồi này là có bao nhiêu món à? Hả? Trong cái nồi này là có bao nhiêu món? Đủ loại đâu mà, 6-7 món rồi đó. 6-7 món á hả? Dạ.
mới này là như ngày rằm với ngày mùng 1 mình có bán không anh? Có luôn hả? Bán nguyên luôn à? Ngày rằm ngày mùng 1 đều bán luôn nha cả nhà. Anh đại lại cho nó nóng cho khách tới mình dỡ ra mình bán. Nồi cháo lòng ở dưới có bếp nha, nóng hổi, đơn giản bình dân thôi. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn bình an trong cuộc sống. Một địa điểm ẩm thực mới Cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ của chúng ta đó là 305 Lê Văn Quớ, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các nhà. Nếu có dịp đi ngang qua đây vào buổi sáng thì hoặc là mình ghé mình ăn sáng thì mình ghé mình ủng hộ anh nha. Đó. Xe cháo lòng miền Tây nè, giò cháo quẩy nè, đơn giản thôi cả nhà ơi, bình dân. Đây là còn đây là đường Lê Văn Quớ buổi sáng nha cả nhà. Đó. Lê Văn Quớ buổi sáng. Đường Sài Gòn buổi sáng, quay lại những cái hình ảnh này buổi sáng luôn để cho quý cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là quý cô chú anh chị và các bạn Việt Kiều phương xa sau quê hương, mấy năm nay do tình hình dịch đó không về quê thăm quê hương thì cũng nhìn cũng đỡ nhớ nhà hơn, cũng như là xem khung cảnh của Sài Gòn ngày nay ra sao nha cả nhà. Hai bột cháo. Lấy gì chị? Lấy liền bây giờ phải không? 6 giờ là chắc anh bán nó đầy lên trên đây luôn này nha. Đúng rồi. Đúng không anh? Dạ. Bữa nào mình sẽ đi sớm. Mình đi thiệt là sớm. Một con cháo. À anh chuẩn bị giá rồi sẵn trong này. Bỏ vô là xong thôi. Thôi đúng không? Nhìn mà bốc thèm đúng không nha, đồ cháo quá hấp dẫn mà. Sắp tới là ngồi đứng ngồi kìa, anh vừa bán vừa phục vụ luôn mà. Chị lấy một cái không em bé không? Hai bọc là đúng không? Hai bọc thì lấy hai bọc luôn kìa. Đó, có bọc anh để trong cái ca cũng rất là tiện.